Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề Một quy luật vũ trụ khiến bạn chuyển bại thành thắng, giúp xoay chuyển số mệnh của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Đó là quy luật tương ứng. Hoàn cảnh của bạn là tấm gương phản chiếu con người bên trong của bạn. Điều đó có nghĩa là để thay đổi hoàn cảnh, bạn phải kiểm tra nội tâm của mình trước. Luật này có thể được sử dụng để giúp bạn thoát khỏi rắc rối, cùng với việc sử dụng một số luật khác của vũ trụ biến ước nguyện của bạn trở thành những gì bạn mong muốn. Cuộc sống của bạn có khác với những gì bạn mong muốn hay không? Bạn có thấy mình đang đổ lỗi cho người khác hoặc các yếu tố bên ngoài cho hoàn cảnh của bạn hay không? Quy luật tương ứng này hoạt động theo các nguyên tắc như bất kỳ quy luật nào của vũ trụ. Trong video này, chúng ta khám phá luật tương ứng và xác định cách chúng ta có thể áp dụng các nguyên tắc của nó để có một cuộc sống hài lòng hơn. Thực tế của mỗi cá nhân là một tấm gương phản chiếu những gì bên trong họ. Tất cả điều này có nghĩa là gì? Nếu thực tại vật chất của bạn tràn ngập hỗn loạn, đau khổ, đau buồn và bất mãn, thì nó sẽ khắc họa nội tâm của bạn. Nếu bạn có lòng tự trọng thấp, cảm thấy không xứng đáng, hoặc luôn tức giận và đầy căm ghét, thực tế của bạn sẽ phản ánh sự hỗn loạn. Làm thế nào để bạn thay đổi chu kỳ độc tính của nó bằng cách sử dụng luật vũ trụ? Hãy nhớ rằng, bạn càng cảm thấy tồi tệ bên trong, thì tình hình của bạn càng trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, khi thực tế của bạn trở nên tồi tệ, cảm xúc của bạn cũng vậy, một chu kỳ không thể phá vỡ. Tuy nhiên, với sự thay đổi hoàn toàn mô hình, bạn có thể thay đổi nội tâm để tương ứng với các nguyên tắc của luật này. Cuối cùng, bạn sẽ có thể biến đổi toàn bộ cuộc sống và thực tế của mình chỉ bằng cách thay đổi quan điểm của bạn. Luật này hoạt động bởi vì bạn chỉ có thể thay đổi cuộc sống bên ngoài của mình bằng cách thay đổi cuộc sống bên trong trước. Sự thật là, bất kể bạn thực hiện bất kỳ thay đổi bên ngoài nào, nó sẽ vô ích nếu nó không bắt đầu từ bên trong bạn. Thay đổi bên ngoài mà không thay đổi bên trong chỉ là sửa chữa bề ngoài. Có vẻ như có tiến triển, nhưng cuối cùng bạn thấy mình bị ràng buộc giống như trước đây. Vì vậy, những gì bạn thay đổi bên trong bạn để bạn có thể tin tưởng vào sự biến đổi trong thế giới vật chất của bạn. Có ba điều bạn cần thay đổi. Đó là: thứ nhất, thái độ. Thứ hai, niềm tin. Thứ ba, suy nghĩ. Một sự thay đổi mô hình bắt đầu bằng việc thay đổi cách bạn nghĩ. Những thứ bạn nhìn sẽ bắt đầu thay đổi ngay sau khi bạn thay đổi cách nhìn về chúng. Chúng ta có quyền kiểm soát duy nhất đối với một thứ có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta, đó chính là suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ của bạn là năng lượng cao hơn và cơ thể vật chất là năng lượng thấp hơn. Suy nghĩ của bạn trở thành biểu hiện vật chất. Hãy tự khắc phục bản thân từ bên trong để khắc phục vấn đề bên ngoài. Thay đổi suy nghĩ của chúng ta để tập trung vào mong muốn của chúng ta là cách duy nhất để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa và lâu dài. Đối với người mới bắt đầu, phản ứng tự động khi con người gặp khó khăn là đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài, thay vì chúng ta thừa nhận rằng chúng ta là vấn đề. Tuy nhiên, đó là nơi bắt đầu chuyển đổi. Bằng cách chấp nhận những thiếu sót của bạn và nỗ lực thay đổi chúng, hãy kiểm soát tâm trí của bạn và bạn sẽ có sự rõ ràng cho phần còn lại của cuộc đời mình. Loại bỏ suy nghĩ về những điều bạn không muốn bằng cách tập trung vào những điều bạn muốn trong cuộc sống của mình. Bằng cách đó, cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu hình thành như bạn muốn và bạn có thể xây dựng nó để sống cuộc sống mơ ước của mình. Quy luật vũ trụ và các nguyên tắc đằng sau luật tương ứng xác định rằng sự tồn tại của chúng ta là ba chiều. Để sống hết mình, ba bình diện phải hài hòa là bình diện thể chất,
tinh thần và tâm linh. Điều này có nghĩa là ba cõi được kết nối và luôn giao tiếp với nhau. Các nguyên tắc tương tự như hiệu ứng con bướm. Khi một con bướm vỗ cánh, năng lượng dồi lại, gây ra sóng khắp vũ trụ. Những làn sóng này ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của sự tồn tại của chúng ta. Tương tự, sự tồn tại của chúng ta ở cấp độ vĩ mô là một cấu trúc của thực tế vi mô của chúng ta. Những gì chúng ta tin tưởng, suy nghĩ và cảm nhận sẽ gửi những làn sóng xung kích khắp vũ trụ. Cuối cùng, những sóng xung kích này tìm được đường quay trở lại người gửi. Dù bạn nghĩ rằng hành động của mình là nhỏ, nhưng nó ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của hành vi của bạn. Nói tóm lại, bằng cách làm bất cứ điều gì, bạn hầu như làm được mọi thứ. Thoạt đầu, khái niệm này có vẻ khó hiểu, nhưng điều ngắn gọn của nó là mọi nguyên nhân đều có ảnh hưởng. Bằng cách tiếp thu những bài học từ quy luật tương ứng, bạn sẽ chuẩn bị cho mình cuộc sống mà bạn mong muốn. Sau đây là các bước để giúp bạn cải thiện thực tế của mình. Lưu tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Suy nghĩ của bạn trở thành hiện thực của bạn. Giữ chúng tích cực cho một thực tế tích cực, tuân theo quy luật vũ trụ. Có những tình huống và hoàn cảnh nào mà bạn muốn thay đổi hay không? Hãy quan tâm hơn đến những gì bạn nghĩ và cảm giác của bạn. Quan sát trạng thái cảm xúc và tinh thần của bạn sẽ khiến bạn bắt đầu thấy những hình mẫu bạn cần thay đổi. Nếu bạn có một tuần hoặc một ngày tồi tệ, hãy lùi lại một chút và đánh giá suy nghĩ của bạn. Bạn có nghi ngờ khả năng của mình để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể hay không? Bạn có cảm thấy không xứng đáng hay không? Bạn đang giải phóng cho niềm tin từ giới hạn nào? Suy nghĩ tích cực và đúng đắn tạo ra một cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù các yếu tố bên ngoài của bạn có thể không thuận lợi, nhưng chỉ bạn mới có thể quyết định cách bạn nhìn nhận những yếu tố này. Điểm mấu chốt là hoàn cảnh của bạn không xác định bạn. Những suy nghĩ nào đang thúc đẩy cách bạn nhìn nhận thực tế của mình? Đánh giá tổng thể cuộc sống của bạn, sự nghiệp, các mối quan hệ, tài chính, sức khỏe. Tất cả những điều này là sự phản ánh chính xác thế giới nội tâm của bạn. Vậy thì, bạn cần tạo thói quen nào để có thể khai thác sức mạnh, mạnh mẽ của luật tương ứng? Thứ nhất, chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, cho phép bạn thực hiện các bước cần thiết để thay đổi nó. Thực tế của bạn là hình ảnh phản chiếu của những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Bằng cách quản lý suy nghĩ của mình, bạn khai thác sức mạnh để thay đổi cuộc sống vật chất của mình. Bạn phải để ý những suy nghĩ của mình để sửa chúng. Bất cứ khi nào bạn bắt gặp suy nghĩ của mình đang trở nên tiêu cực, hãy nhanh chóng đưa tâm trí của bạn trở lại suy nghĩ tích cực. Tất cả những giới hạn bạn đang nuôi dưỡng đều ở trong tâm trí bạn. Vì vậy, đừng để suy nghĩ của bạn kìm hãm bạn nữa. Bất cứ khi nào bạn thấy mình đang gặp khó khăn, đừng tập trung vào lý do tại sao bạn không thể làm được điều gì đó. Thay vào đó, hãy tự hỏi bản thân làm thế nào bạn có thể hoàn thành công việc và khám phá càng nhiều lựa chọn để đạt được những gì bạn muốn. Luôn luôn có một giải pháp, một cái gì đó bạn có thể làm để phá vỡ bất cứ bức tường nào bạn đã va phải. Thay vì giới hạn bản thân, hãy nuôi dưỡng những suy nghĩ mở rộng giúp bạn vượt qua. Khi vượt qua những niềm tin và suy nghĩ hạn chế của mình, bạn sẽ thấy các nguyên tắc của luật tương ứng có tác dụng với bạn. Thứ hai, ghi lại những kinh nghiệm của bạn. Viết nhật ký những gì bạn đang cảm thấy và suy nghĩ là một trong những cách tốt nhất để kiểm soát bản thân. Đó là một bài tập giải phóng và nó có thể thay đổi quan điểm của bạn về cuộc sống và bản thân. Ghi chép tài liệu không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của bạn, mà còn là một công cụ tuyệt vời để theo dõi tiến trình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhật ký để ghi lại những khẳng định của mình và tuyên bố những suy nghĩ tích cực. Viết nhật ký cũng sẽ giúp bạn suy ngẫm về quá khứ, để có thể thấy tất cả những gì bạn đã hoàn thành. Bằng cách đó, bạn không tập trung vào những thứ bạn chưa đạt được, bởi vì bạn biết rằng sự tiến bộ
đã ở đó. Điều thứ ba, biết ơn những điều bạn có. Biết ơn làm tăng hạnh phúc của bạn vì nó tạo ra cảm giác vui vẻ và thành công. Lòng biết ơn là một trong những thực hành có ảnh hưởng to lớn đến cách chúng ta nhìn nhận thực tế của mình. Biết ơn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thực tế của chúng ta. Đây là những điều tích cực mà lòng biết ơn mang lại trong cuộc sống của bạn. Về mặt xã hội, bổ sung sự vị tha, rộng lượng và từ bi, tha thứ nhiều hơn, hướng ngoại, cảm nhận nhiều hơn tình yêu từ cộng đồng. Về mặt tâm lý, cảm xúc tích cực dồi dào và sự lạc quan, chăm chú và sống động hơn, tăng hạnh phúc và niềm vui. Về mặt thể chất, giúp hệ thống miễn dịch mạnh hơn, khả năng chịu đau tốt hơn, giảm huyết áp, tự chăm sóc bản thân tốt hơn và tập thể dục nhiều hơn, giấc ngủ ngon hơn và thư giãn. Lòng biết ơn không chỉ tạo ra sự tích cực và ngăn chặn tiêu cực mà còn giúp bạn chống lại căng thẳng. Cuối cùng, nó khiến bạn nhận ra sự xứng đáng của mình đối với thế giới. Điều thứ tư, có ý thức tìm kiếm những cơ hội khiến bạn cảm thấy lạc quan và tránh những cơ hội khiến bạn bi quan. Thông thường, lý do khiến chúng ta có những rung cảm tiêu cực là để cho sự tiêu cực lấn át tâm trí tỉnh táo của chúng ta. Là con người, chúng ta nhận thức được những điều tạo ra tiêu cực trong cuộc sống của chúng ta. Nếu có một tình huống nào đó khiến bạn nghi ngờ bản thân hoặc khiến bạn cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, hãy tránh nó. Nếu có những người chỉ trích bạn mà không có gì tốt để nói về bạn, hãy tránh xa họ. Bạn thậm chí có thể có điều gì đó khiến bạn nhớ về khoảng thời gian khó khăn luôn kéo theo sự tiêu cực. Cất món đồ đó đi, hoặc tốt hơn hết, hãy loại bỏ nó. Mặt khác, bạn có thể biết những địa điểm, hoạt động, con người hoặc cách thực hành khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Hãy mở rộng trái tim và cởi mở, đón nhận tất cả những điều tích cực đến với cuộc đời của bạn. Điều thứ năm, sống như những mong muốn của bạn đã trở thành hiện thực. Sống như bạn đã hoàn thành mong muốn của mình. Thực tế là quy luật rung động cộng hưởng với quy luật tương ứng cho thấy các quy luật của vũ trụ vận hành hài hòa như thế nào. Vì vậy, làm thế nào để sống như ước mơ của bạn đã như trở thành hiện thực? Đối với người mới bắt đầu, nó giúp bạn hình dung cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi bạn nhận ra mong muốn của mình. Luật rung động dạy rằng hình dung giúp bạn nâng cao độ rung của mình để phù hợp với bất cứ điều gì bạn muốn thu hút. Sau đó, khi mọi thứ bắt đầu phù hợp với mục tiêu của bạn, bạn bắt đầu cảm thấy tốt hơn về bản thân và sự tích cực và kết quả của bản thân vẫn tiếp tục. Đừng để nhận thức của bạn về thực tế hiện tại của bạn giới hạn hoặc tạo gánh nặng cho bạn. Thu hẹp khoảng cách giữa hiện tại của bạn và những gì hoặc nơi bạn muốn sẽ giúp bạn thay đổi suy nghĩ của bạn. Để bắt đầu thói quen hình dung, hãy bắt đầu bằng cách nhắm mắt lại và hình dung về con người lý tưởng của bạn. Làm điều này thường xuyên nếu bạn có thể, bạn sẽ nhận ra sự thay đổi trong thực tế của bạn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, bất cứ điều gì chúng ta nắm giữ trong ý thức của mình đều được tái tạo trong thực tế của chúng ta. Nó có nghĩa là tâm trí hấp thụ mọi thứ ở định dạng ban đầu của nó. Đây là những gì bạn nên biết. Tâm trí rất khó phân biệt giữa thực tế, niềm tin và ảo tưởng. Khi diễn giải mọi thứ, não bộ sẽ nhầm lẫn những gì bạn tập trung vào với sự thật, khiến bạn dễ dàng biến những suy nghĩ của mình thành hiện thực. Vì vậy, để làm cho luật tương ứng hoạt động cho bạn, bạn cần phải đánh giá cảm giác bên trong của bạn. Chúng ta cần tập trung vào chính mình và bên trong của chúng ta, biểu lộ tất cả sự tích cực của chúng ta qua suy nghĩ, lời nói và hành động, nâng cao rung động của chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ thực hành một cách rất hiệu quả luật tương ứng. Chính điều này sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến cuộc đời của chúng ta. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.